Thưa quý vị, chiều qua ngày 4 tháng 1, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, ban chỉ đạo đã nghe báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Trong năm, công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Các mục tiêu, giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đã được tỉnh xác định rõ, làm cơ sở phấn đấu thực hiện hoàn thành. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới năm 2022 hơn 1.183 tỷ đồng. Ước đến cuối năm, vốn trung ương và ngân sách tỉnh giải ngân 100% kế hoạch, vốn sự nghiệp giải ngân 21%. Tổng vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 254 tỷ đồng. Ước đến cuối năm 2022, vốn trung ương giải ngân khoảng 95% kế hoạch và vốn tỉnh giải ngân đạt 100% kế hoạch, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 35% kế hoạch. Tỉnh đã công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 113% kế hoạch, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế đến nay, tỉnh Bến Tre đã có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 16 xã đạt 15-18 tiêu chí, 41 xã đạt 10-14 tiêu chí và 5 xã đạt dưới 10 tiêu chí do đánh giá lại theo tiêu chí mới. Trung bình đạt 16,2 tiêu chí một xã. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngày Chủ nhật nông thôn mới thu hút được 276.000 lượt người tham gia, trong đó người dân tham gia chiếm 52,3%, tổng số tiền huy động hơn 15 tỷ đồng. Trong năm, có thêm 30 sản phẩm được đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 161 sản phẩm từ 3 sao trở lên, thu nhập bình quân đầu người trên năm, khu vực nông thôn đạt 53 triệu đồng. Toàn tỉnh có 14.326 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,55% so với đầu năm 2022, giảm 2.824 hộ, giảm 0,71%. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã thường xuyên thay đổi, công tác phối hợp với các ngành địa phương chưa tốt. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Trung ương ban hành, nhưng việc công bố các chỉ tiêu và hướng dẫn của một số bộ, ngành Trung ương còn chậm, ảnh hưởng đến công tác triển khai cụ thể hóa thực hiện tại địa phương. Ngoài ra, tình hình giá cả vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người nông dân, khiến việc huy động nguồn lực từ người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa. Hộ dân thoát nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ nghèo mới và tái nghèo vẫn còn cao. Theo kế hoạch năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư trực tiếp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Cuộc họp cũng đã nghe dự thảo đề án xây dựng huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, dự thảo đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, dự thảo quyết định phân công thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách huyện, xã xây dựng nông thôn mới. Thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo bộ tiêu chí mới, nguồn vốn thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới của huyện Mỏ Cày Nam và xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Chợ Lách, các khó khăn và giải pháp giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của thành viên ban chỉ đạo các ngành các cấp trong năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị, trong bối cảnh cần nguồn vốn đầu tư giảm, các cấp, các ngành cần tập trung để đạt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Đầu tiên là đối với các thành viên ban chỉ đạo, dựa trên cái cơ sở bản phân công thì các đồng chí đeo bám hỗ trợ cho các cái địa phương thực hiện. Chúng ta có thống nhất quý 6 tháng, 9 tháng năm thì từng thành viên được phân công theo dõi hỗ trợ xã. Định kỳ thì có vấn đề gì phát sinh thì các đồng chí báo cáo, xin ý kiến ban chỉ đạo. Còn không thì đến cái kỳ họp thì có từng thành viên có cái báo cáo để ban chỉ đạo theo dõi, cũng như là các thành viên khác theo dõi thì có gì trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện đạt cái mục tiêu của cái
nhiệm kỳ này thì cái huy động nguồn lực cũng cần phải nhiều ngoài ngân sách. Do vậy cái công tác tuyên truyền vận động rất là quan trọng. Đối với đề án xây dựng nông thôn mới của huyện Mỏ Cày Nam và xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Chợ Lách, ông Nguyễn Minh Cảnh đề nghị các ngành tiếp tục góp ý để chỉnh sửa, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành triển khai thực hiện. Các đơn vị quan tâm công tác tuyên truyền tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn lực. Đối với các sở ngành, trước hết là đối với Sở Kế hoạch Đầu tư, thì về trong cái huy động nguồn lực, ngoài cái vốn của trung hạn, gồm có vốn nông thôn mới, vốn giảm nghèo, các cái chương trình lộng, vốn hỗ trợ từ ngân sách, thì các cái chương trình dự án khác để lồng ghép hỗ trợ cho hai cái chương trình này, thì đề nghị là Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp với các ngành, các địa phương để điều phối tập trung cố gắng đầu tư những công trình từ những chương trình khác nhưng mà theo cái mục tiêu của nông thôn mới là giảm nghèo để cho nó tăng thêm cái nguồn lực cụ thể cũng như là dự án xây sát, các cái dự án ODA, các cái dự án NO mà chúng ta có và sẽ tiếp tục vận động trong thời gian tới thì sẽ lồng ghép vào đây. Một cái nhiệm vụ nữa là cái giám sát việc thực hiện chương trình, kể cả hai chương trình thì là cái cơ sở hoạch đầu tư là cơ quan đầu mối để tổ chức giám sát, thì qua giám sát thì kịp thời phát hiện những cái gì tốt chúng ta nhân rộng, những cái gì mà chưa phù hợp thì điều chỉnh, mà cũng theo dõi giám sát cái giải ngân vốn đầu tư của hai chương trình. Tiêu chúng ta đặt ra là trong năm tới là cái vốn để 100%. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tập trung nhiều hơn, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo hình thức kinh tế hợp tác, tăng cường hỗ trợ chủ thể quảng bá sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và quy mô sản xuất để thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần tập